Hello anh em, đây về xe độ rồi. Xe độ chung mà đi toàn đồ khủng nha. Còn số lớn. Xe đẹp đẽ sạch sẽ hết anh em nha. Hùng hậu taxi rồi. Lắp hết cần rồi, đẹp hết nè. Máy 24 đang đông nha. Tổ chức 5 kinh. Nó hơi bốn giò luôn nha, nó hơi trước sau luôn rồi. Cong cát. Cong cát luôn, cong cát 2 tầng nha, cong này bao trọng luôn. Bên trước này này. Số 3 tấn rưỡi nha. Số chiến thắng á. Taxi bản lớn nha. Từ trước đến sau nha, không bắt đầu có kích gì nha. Có cái ấy đỡ thùng lên nó bị rớt rồi để hàn lại. Còn sau 3 rưỡi. Nít đầy hết nha. Thùng đà này. Thẳng tắp hết nè, không cong không móc thế nha. Đà liền, đà U10, đà U8 luôn đà liền hết rồi. Không phải đà nối đâu. Thùng bằng tôn thùng còn mới hết nha. Sàn này. Đi mâm 20 nha anh em. Có 825 mâm 20 con này anh em nào mà đi địa hình lầy lún hay là đồi đá là gầm nó cực kỳ cao luôn, khỏi sử dụng này. Đó gầm mẹ cao lắm. Thùng thành xe đẹp hết. Thắng hơi nha, mâm hơi này. Lớn hết nè, thập lớn hết nè, lớn hết. Đây, đây. Thắng hơi trước sau, cần thời rồi đẹp hết nha. Anh em là mua xe alo 0384545911, Zalo 0958371412, xe bất tiện ra like nha anh em. Nhận giao lưu mọi thể loại nhá. Anh em nào mua bán trao đổi thì alo em. Công nông xe độ mới cày.